Em không ăn nữa đâu. Gì đây? Ô đồ bán từ thiện giảm giá đến 50% sao? Phải giấu chị và bà sang mua mới được. Mẹ ơi! Gì vậy con? Mẹ cho con tiền mua bánh nha. Nhà mình còn bánh mà. Bánh đấy có ngon. Được. Cảm ơn mẹ yêu vì 60 đô. Lén đi mua đồ giảm giá. Sợ quá. Giấu mới được. Em về rồi. Ổ bánh đâu? Dạ em ăn rồi. Cô chủ, bà chủ ơi có một đống, qua trong nhà mình á. Đâu? Cái gì vậy? Lali con lén mua đồ đúng không? Em lấy tiền mua chứ gì vậy mà nói dối là mua bánh ăn. Con xin lỗi. Lấy ra đây. Cái gì vậy trời? Em mua cho chị đó. Đồ bơi mà. Tiếp là đồ Noel. Tối ngủ. Sao con mua đồ linh tinh hoài vậy? Đây là xi lam. Không phải chị cấm em mua xi lam sao?
Bảo mẫu, thôi dù gì lỡ mua rồi mà cô chủ. Lần sau mua linh tinh là chị đánh đó nhớ chưa? Dạ.